nằm có một đêm đó sao. Dở lên, dở lên, hết đó cái đùi con. Con hút hết luôn hả? Dạ, hút đùi, hút bụng luôn. Ngày đầu tiên không đau luôn hả? Bởi vì hôm qua nó đi chơi đó, qua kiếm nó không có. Hôm qua có gì đâu, qua bên bệnh viện thăm con. Không thấy con đâu hết trơn, đi về. Đi tới sáng, tới lên, nó hút ngoài lưng luôn. À, nó hút nhiều, mắc tiền. Ông Hoàng nó hút hết luôn, vậy là 200 triệu đó. Nay là con là được ngày thứ mấy? Con làm thứ 7 nè. Chủ nhật thứ 2, 3 ngày. Sau bữa nó về nó đụng vô được phải không? Hút trên tay luôn. Dạ. Hồi qua đi shopping đâu? Vinhome á, Vinhome. Đi Vinhome hả? Landmark hả? Dạ. Mới 2 ngày. Hôm qua là ngày thứ 2 nó hút mỡ mà nó đi shopping mới ghê. Nên đi về mệt quá. Mệt quá ngủ à. Hồi tối hình như cô Đào qua lúc 11 giờ đó. Thì mấy cô cũng về mà cỡ 11 giờ 2 11 giờ.